Chào tất cả quý vị bà con và các nhà đầu tư đang theo dõi trên kênh Người Thanh Nguyên ạ. Hiện tại em đang đứng ở vị trí trung tâm của xã Gia Co, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ạ. Và đang đứng trên trục đường chính liên xã nối liền ba huyện Chư Bứ, Chư Sê, Chư Bờ Rông ạ. Và lô đất của chúng ta thì nó nằm ngay vị trí rất là đẹp, gần trường học này, Ủy ban nhân dân xã Gia Co. Thì cách trung tâm ở Ủy ban nhân dân xã và các dịch vụ tiện ích thì bán kính cỡ khoảng ở 300 mét thôi ạ. Và đây là lô đất của chúng ta ngày hôm nay, có bề ngang là 5 mét, sâu 38 mét, ở trên đất có 40 mét đất ở thổ cư ạ. Và tổng diện tích 191 mét nha quý cô chú anh chị. Thì ngôi nhà này đã được gia chủ xây khép kín hết rồi ạ. Và có mái vòm này. Rồi ở phía trước này thì phù hợp cho chúng ta làm nghề, kinh doanh, buôn bán đều được hết ạ. Đó. Và bước vào thì đây là vị trí phòng khách. Ở bên hông thì gia chủ để một cái đường luồng ở cỡ khoảng 1 mét để chúng ta đi ra phía sau. Thì ngôi nhà này xây thì rất là mới nhá, hiện đại. Thì có trần gỗ đầy đủ hết rồi nha quý cô chú anh chị. Đó, một phòng khách thì rất là mới và nhìn rất là đẹp nha quý vị. Thì hiện tại thì gia chủ là đang một chốn hai quê nên là không ở để nên là cái ngôi nhà của chúng ta cũng hơi bừa bộn một xíu nên cũng đành bán cái ngôi nhà này nha quý cô chú anh chị. Thì ngôi nhà này gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm vệ sinh riêng biệt. Nói chung là đầy đủ hết thiết yếu cho ngôi nhà của chúng ta nhé. Thì ngôi nhà này thì quý vị mua vào là chỉ có việc dọn về ở thôi ạ. Và lô đất này là đã có sổ hồng đầy đủ hết rồi. Thì quý vị mua là chúng ta công chứng trong ngày luôn ạ. Và có hướng là hướng chính nam nhé. Thì ngôi nhà ở ngày trước thì gia chủ đã xây phải trên 400 triệu mới xây được ngôi nhà như này. Đó, thì quý vị biết rồi. Một cái cung đường liên xã và đầy đủ cho chúng ta ngày hôm nay. Đó, có hệ thống giếng trời. Và gia chủ tặng cho chúng ta một cái máy giặt nha quý vị. Đó. Ở sau này thì chúng ta cũng có phòng tắm này, phòng vệ sinh khá rộng rãi. Và lô đất này được gia chủ đang chào bán với cái giá là 560 triệu đồng, có thương lượng nhà nha quý vị. Đó. Thì một cái mảnh đất có nhà, thuận tiện đường đi lối lại cho con em ăn học. Quá là gần. Hoặc quý vị kinh doanh buôn bán đều được hết ạ. Có bồn nước đầy đủ hết rồi ạ. Ở phía sau này thì quý vị có thể là chăn nuôi ít gà để có thể chúng ta cải thiện bữa ăn cho gia đình chúng ta nha quý cô chú anh chị. Thì đến đây thì em cũng xin tạm dừng video tại đây. Em xin cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và bà con đã ủng hộ theo dõi kênh. Hãy cho em một like và nút đăng ký kênh để em ra tiếp những sản phẩm mới nhất. Và bây giờ em gửi đến quý cô chú, anh chị một đoạn flycam của lô đất chúng ta ngày hôm nay ạ.